Xin chào tất cả các bạn nhá. Ngày hôm nay mình đang đi làm, thấy cảnh này rất đẹp, mình review các bạn xem. Trước máy xúc đồ sàn đang xúc những cái đất thừa dưới sông vét lên để mua lên xe ben tải để chở đến công trình để san lấp mặt bằng các bạn nhá. Tại thì mình đang ngồi trên xe ô tô tải của mình.